Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace công bố kế hoạch từ chức sau khi nỗ lực ứng cử vị trí lãnh đạo NATO của ông bị Mỹ từ chối. Trả lời phỏng vấn với tờ UK Times hôm 15 tháng 7, ông Ben Wallace tiết lộ sẽ rời chính phủ trong cuộc cải tổ nội các tiếp theo vào mùa thu và sẽ không tái tranh cử tại Quốc hội. Bộ trưởng Wallace cũng nói thêm rằng mong muốn rời khỏi chính trường của ông đến từ thất bại trong nỗ lực trở thành tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ông Wallace nhấn mạnh rằng ông không có kế hoạch rời nội các sớm hay tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt, đồng thời khẳng định ông không từ chức vì thất bại của đảng bảo thủ, mà vì khu vực bầu cử của ông đang bị giải tán. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times, ông cũng ngụ ý bản thân đã cống hiến đủ cho sự nghiệp chính trị 24 năm của mình. Tôi đã dành hơn 7 năm với 3 chiếc điện thoại trên giường của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Anh dự đoán tình hình thế giới sẽ trở nên bất an hơn nhiều vào cuối thập kỷ này với việc Anh sẽ vướng vào cuộc xung đột lạnh hoặc nóng với Nga và Trung Quốc. Ông Ben Wallace đã giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Anh trong 4 năm, phục vụ dưới 5 đời Thủ tướng kể từ năm 2014. Ông là Bộ trưởng phục vụ liên tục và lâu nhất trong chính phủ Anh và rất được lòng công chúng trong đảng. Bộ trưởng Quốc phòng Wallace cũng đóng vai trò hàng đầu trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ hết mình của Ukraine, ông Wallace tuần trước đã vấp phải sự chỉ trích của Tổng thống Zelensky khi nói rằng Kiev nên thể hiện lòng biết ơn thay vì liệt kê các yêu cầu về vũ khí để được lòng các nhà lập pháp. Bộ trưởng Wallace sau đó đã giải thích rằng những bình luận đó mô tả tình cảm của các quốc gia khác, không phải của Anh, đồng thời cam kết sẽ giúp Ukraine mua sắm những gì họ cần để chiến thắng. Ông Wallace đã chính thức từ bỏ nỗ lực trở thành người kế nhiệm của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tháng trước, sau khi nhiệm kỳ của ông Stoltenberg được gia hạn. Ông nói rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Liên minh sẽ phải làm hài lòng cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo đã không bị thuyết phục bởi nỗ lực lãnh đạo NATO của Bộ trưởng Ben Wallace. Theo Reuters, Tổng thống Biden tỏ ra không ủng hộ để Bộ trưởng Anh lãnh đạo NATO sau khi ông Wallace thúc giục Mỹ huấn luyện phi công lái F-16 cho Ukraine. Về những ứng cử viên kế nhiệm tiềm năng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh John Bland được cho là người có nhiều khả năng thay thế ông Wallace để trở thành người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Tom Tugendhat và cựu Bộ trưởng Ngoại thương Anne-Marie Trevelyan cũng được coi là những người có khả năng kế vị ông Wallace. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.